Phương Uyên từng còn gọi ở nhà là bé Kem và bé An Bảo đứng cạnh nhau. Ai cũng nghĩ bé An Bảo sinh trước hoặc hai bé sinh cùng thời điểm. Tuy nhiên thực tế thì không phải như vậy. Bé nhà tôi sinh trước bé hàng xóm 5 tháng, nhưng hiện tại thì chiều cao và cân nặng đều kém hơn. Tôi rất lo lắng tới tình trạng thể chất của cháu. Do lo lắng nên anh Kiên đã chủ động tìm hiểu các món ăn giúp bé tăng cân và tăng chiều cao. Nếu như trước đây, mỗi ngày bé uống 3 ly sữa thì gần đây, bé đã được bố cho uống sữa thay nước lọc, ăn phô mai bất kỳ lúc nào bé muốn. Tuy nhiên đối với anh Kiên, sự phát triển của bé vẫn chậm hơn so với một số bé khác. Xin chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Ươm Mầm. Thưa quý vị, có thể nói là không có nỗi lo lắng nào là lớn hơn nỗi lo lắng của các ông bố bà mẹ hay là các ông bà ở hai bên gia đình lo lắng cho đứa con đang trong lứa tuổi phát triển của mình. Đặc biệt là khi thấy con em mình lại có dấu hiệu là bị thấp hơn so với bạn hàng xóm hoặc là còi hơn so với những người bạn học cùng nhà trẻ. Và như vậy thì để làm cho quý vị có thể giảm bớt được phần nào nỗi lo lắng trên, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với buổi nói chuyện ngày hôm nay với bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp, là giám đốc của Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Huỳnh Ngân, xin chào quý khán giả. Rất là cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Và thưa bác sĩ, câu hỏi đầu tiên mà các ông bố bà mẹ, đặc biệt các con có cảm giác là thấp bé hơn so với bạn cùng tuổi rất là quan tâm, đó là có những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này thưa bác sĩ? Cái nguyên nhân mà khiến cho con của mình thấp bé hơn so với các bạn thì nguyên nhân đầu tiên chắc chắn mọi người biết ngay, đó là ăn không đủ. Ở đây có nghĩa là chúng ta ăn không đủ về năng lượng hoặc là chúng ta ăn không đủ về các chất dinh dưỡng sinh năng lượng. Và quan trọng nữa là chúng ta lại ăn không đủ các cái vi chất dinh dưỡng mà nó giúp cho cái phát triển chiều cao của trẻ được tốt hơn. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái nguyên nhân thứ hai là các cháu ngủ không đủ. Khi mà các cháu không ngủ đủ giấc cần thiết thì cái việc mà kích thích của cơ thể tiết ra các cái hormone hay là còn gọi là các nội tiết tố để giúp cho trẻ tăng trưởng chiều cao nó cũng bị ảnh hưởng. Cái nguyên nhân thứ ba là các cháu vận động không đủ. Vì các cháu không vận động đủ thì các cháu sẽ không kích thích lên các cái đầu sụn ở khớp để giúp cho nó kéo dài xương ra. Ngoài ra thì còn một nguyên nhân đôi khi ít khi chúng ta để ý, đó là các cháu hay bị bệnh quá. Trong trường hợp các cháu hay bị bệnh quá thì mỗi lần bị bệnh sẽ làm chậm tăng trưởng và tích lũy. Bốn cái nhóm nguyên nhân chính này khiến cho các cháu bị thấp hơn so với các bạn. Nhưng mà cũng có thêm một cái thực tế thế này nữa ạ. Đôi khi các ông bố bà mẹ thì sẽ hơi lo lắng thái quá một chút xíu. Đôi khi thì cứ nhìn con hàng xóm hoặc là nhìn bạn bè cùng lớp, nhưng mà lại không có suy nghĩ thực tế một chút xíu là cũng phải tùy theo thể trạng của con em mình nữa. Vậy thì có những cái bảng tiêu chuẩn về cái chiều cao hay là cân nặng của trẻ như thế nào đó để các ông bố bà mẹ có thể yên tâm hơn, không có phải so sánh với những trẻ khác nữa hay không ạ? Thực ra thì các ông bố bà mẹ rất là hay so con mình với so con hàng xóm để xem là con mình mập hay là ốm, gầy hay là béo, rồi cao hay là thấp. Nhưng mà chúng ta cần phải so với một cái chuẩn. Thì hiện nay chúng ta có cái chuẩn tăng trưởng về chiều cao do Y tế Thế giới đưa ra. Cái chuẩn này là áp dụng chung cho tất cả các trẻ em với mấy điều kiện nuôi dưỡng bình thường. Với cái điều kiện là về mặt sức khỏe bình thường và với một cái điều kiện là về mặt di truyền bình thường thì nó sẽ đạt được cái chuẩn chung. Vậy thì trong cái trường hợp bố của bé Kem trong cái phóng sự chúng ta vừa xem thì đã có cái cách là thúc bắt là phải làm sao để có được chiều cao và có được cân nặng như bạn hàng xóm như vậy, thì có phải là một cái cách không hợp lý hay không? Thực ra thì chúng tôi rất là thông cảm với các bậc cha mẹ, là các bậc cha mẹ là muốn con mình cao. Đây là ước mơ vô cùng chính đáng. Nhưng mà cao mà chúng ta phải hiểu, nãy chúng ta phân tích bốn nguyên nhân, cho nên nếu bây giờ chúng ta chỉ tập trung mỗi một cái việc là uống sữa và các sản phẩm từ sữa để con mình cao thì cái này là không đúng rồi. Không đúng ở chỗ nào? Không đúng ở chỗ là tuy sữa và các sản phẩm từ sữa có nhiều canxi, có phốt pho và có cả vitamin D là những cái khoáng chất và vitamin quan trọng cho sự phát triển chiều cao, nhưng nó không phải là cái quyết định. Vì vậy nếu bây giờ cháu uống toàn là sữa thôi và ăn toàn những sản phẩm từ sữa thôi thì cháu còn thiếu gì? Chắc chắn 100% là cháu thiếu rất nhiều các khoáng chất giúp cho sự tăng trưởng chiều cao. Tôi nói ví dụ như là kẽm, thiếu kẽm, thiếu selen, thiếu rất nhiều vitamin giúp cho hấp thu các cái chất dinh dưỡng tốt, ví dụ vitamin nhóm B chẳng hạn.
Và như vậy qua phần tư vấn rất là hữu ích vừa rồi của bác sĩ thì quý vị phụ huynh chúng ta sẽ lưu ý hơn, nếu mà muốn cho trẻ cao lớn khỏe mạnh thì không nhất thiết là cứ phải bắt buộc trẻ theo một cái chế độ mà phụ huynh nghĩ là tốt nhất, mà chúng ta cần tìm đến với những chuyên gia dinh dưỡng để có được sự tư vấn đúng đắn nhất. Và nhớ là bên cạnh việc cho ăn thì cũng cần phải đảm bảo về giấc ngủ rồi cả là về vận động nữa thì mới có thể đảm bảo sự phát triển hoàn hảo nhất cho trẻ. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những chương mục lần sau. Trẻ em chậm lớn, còi xương suy dinh dưỡng, thường có thể trạng còi cọc. Thiếu DHA và EPA khiến thị lực của trẻ giảm sút. Thực phẩm chức năng Prevanutin Kids giúp thúc đẩy nhanh chiều cao của trẻ. DHA và EPA hỗ trợ điều trị cận thị. Thực phẩm chức năng Prevanutin Kids là sự lựa chọn cho bé yêu của bạn. Prevanutin Kids cho đôi mắt sáng, cho dáng thêm cao. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.